ngày 26 tháng 8, Choi đã đến Manila. Tại sao Chaeyoung lại phản ứng như thế này? Và câu giải thích là, đối với người lạ, người Hàn Quốc không ghen với bất kỳ sự động chạm cơ thể nào, và họ coi đó là một hành vi thiếu tôn trọng. Nếu như bạn đã xem toàn bộ video, Chaeyoung đang cố gắng giữ khoảng cách với những người bảo vệ ở phía trước. Và cho đến khi người bảo vệ gần hộ tống họ, chúng ta đã chạm vào vai Chaeyoung, khiến cô tránh va chạm. Đây không phải là lỗi của ai cả, tại vì đó là ở một đất nước khác, với nền văn hóa khác. Đó không phải là họ coi thường hay là họ kỳ thị. Và mọi người đang nói về việc trai buồn như thế nào, thì họ sẽ phải đi ra bằng kiểu VIP. Philippines On không thấy trai ở sân bay, nhưng họ rất trật tự, rất tôn trọng các bạn Philippines On. Hy vọng rằng Choi sẽ có những kỷ niệm đẹp với Philippines On. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.